Ý ta không phải vậy, ý ta là tớ lại là người khác ấy. Được rồi, xem như ta xui xẻo tí vậy, là của ta thì sẽ là của ta. Ngài lợi dụng ta cố thiên phạt, tự nhiên ta được lên chức làm cha, phải là cô lợi dụng ta chứ, ta đang cứu ngài đi. Lẽ nào không phải ta cứu bạn cô trước sao? Tam Lương, đi tỉnh rồi. Ông Địa này ăn quá trời, ông Địa ơi. Ông Địa ăn dữ thiệt chứ. Ta đang ở đâu? Làm ta hết cả hồn. Rồi ăn rồi cái mặt ấy như ông Địa. Mặt cái như ông Địa luôn nè. Cái mặt ấy như ông Địa luôn rồi. Phản gì? Phó Tần Quý bỏ ta rồi. Tử Phương cũng không cần người mẹ này nữa. Ta đến xe ngựa suốt đêm, muốn về nhà mẹ ở nước Thanh. Ta về làng xem thử, nhà mẹ để đã đổ sập từ lâu rồi. Ta thấy mình chẳng còn gì cả, nên ta đã nghĩ sao. Thôi ông Đệ luôn, ông Đệ ơi. Ông Đệ, ông Đệ. Cho Tử Phương làm con thừa chỉ là để xem ta tin tưởng là thật. Không ngờ lại để ta biết được tư tình giữa hắn và Đào Thị, đôi dân phu dân phụ này. Ở bên nhà ít nhất hơn nửa năm rồi. Họ còn chết không chịu thừa nhận. Phó Tần Quý còn nói ta ganh ghét ngang ngược, không tôn trọng phu quân, hãm hại chị em dân, giết phụ thương ngay tại chỗ. Ta tất nhiên không chịu nghe theo. Đào Thị kia đã hối lộ tộc trưởng, họ ép ta phải điểm chỉ. Sau đó Tử Phương cũng nhảy ra, nhưng nó lại nói chàng nó và Đào Thị tuyệt đối trong sạch. Nói Đào Thị đối xử với nó rất tốt, ta không tốt. Nói ta bình thường cũng biết đánh mắng cha con nó. Trời ơi, chăm chỉ học hành. Ông Địa đảo quá rồi mẹ ơi, đưa ông Địa đi tắp đi mẹ ơi. Sao mặt ông Địa, ông Địa có phát biểu câu nào không Địa? Ông Địa có gì phát biểu không Địa? Ông Địa, ông Địa quay lại coi ông Địa. Ông Địa quay lại đây cái ông Địa có phát biểu gì không Địa? Có gì để phát biểu. Giống như thế nào ông Địa?